Kinh niệm hàng ngày, bài 10, trích Kinh Tùy Chuyển Thế Giới, Kinh Tăng Chi Tám Pháp. Lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng, biến diệt, biết chúng giữ chánh niệm. Bậc trí quán biến diệt, pháp khả ái không động, không khả ái không sân, các pháp thuận hay nghịch, được tiêu tan không còn. Sao biết, sau khi biết con đường, không trần cấu không sầu, chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. Trích Kinh Tùy Chuyển Thế Giới, Kinh Tăng Chi Tám Pháp. Đọc ngày 21 tháng 10 năm 2014 tại Hà Lan.